Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp, kính thưa cử tri toàn tỉnh. Kỳ họp đã nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo và các tờ trình. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra đối với một báo cáo và 23 tờ trình dự thảo nghị quyết. Trong đó có 9 dự thảo nghị quyết vi phạm pháp luật và 14 dự thảo nghị quyết cá biệt. Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến đại biểu về phương án biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết như sau. Kỳ họp sẽ nghe thư ký kỳ họp trình bày một lần đối với 24 dự thảo nghị quyết được chia ra thành 4 nhóm như sau. 1. Nhóm dự thảo nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Nhóm thứ 2. Các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách. Nhóm thứ 3. Các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội. Nhóm thứ tư, các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế và nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trong năm 2022. Và sau đó, chủ tọa kỳ họp sẽ xin ý kiến biểu quyết một lần để thông qua toàn bộ 24 dự thảo nghị quyết nêu trên. Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến đại biểu. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có. Như vậy, chủ tọa kỳ họp xin mời thư ký kỳ họp lần lượt trình bày 4 nhóm nghị quyết như tôi đã trình bày nêu trên. Xin kính mời thư ký kỳ họp. Kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, quý vị khách mời, bà con cử tri toàn tỉnh, tôi xin phép được thông qua một nghị quyết về kinh tế xã hội và 5 nghị quyết về tài chính ngân sách. Nghị quyết chi tiết đã gửi đến quý vị, xin phép được thông qua tóm tắt với những nội dung chính và làm tròn số. Thứ nhất, nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 kỳ họp thứ tư xét báo cáo số 518 của Ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị điều 1 thống nhất với báo cáo 518 của Ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. Điều 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị những nội dung chính năm 2022 như sau. 1. Mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tập trung bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của nhân dân, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 2. Các chỉ tiêu chủ yếu. A. Về chỉ tiêu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP không tính dầu khí đạt từ 7 đến 7,6%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người không tính dầu khí đạt khoảng 7.600 đô la người trên năm. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,82%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,05%. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt 6.370 triệu đô la, tăng 8,42%. Doanh thu vận tải kho bãi tăng 5,61%, trong đó dịch vụ cảng tăng 5,32%. Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 34,06%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 34,63%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,86%, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,03%, giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 3,25%. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn khoảng 55.119 tỷ đồng, tăng 3,79%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 71.555 tỷ đồng, trong đó
thu ngân sách nội địa 34.655 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương 24.225 tỷ đồng. B. Về chỉ tiêu văn hóa xã hội, tỷ lệ huy động cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi đạt 36%, tỷ lệ huy động cháu đi mẫu giáo trong độ tuổi đạt 95,5%, số giường bệnh trên vạn dân đạt 20 giường, số bác sĩ trên vạn dân đạt 9,2 bác sĩ, trạm y tế xã có bác sĩ làm việc đạt 100%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 38%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,5%, tỷ lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn quốc gia đạt 0,5%, tỷ lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn tỉnh đạt 2,03%, tỷ lệ hộ nông dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. C. Về chỉ tiêu môi trường, duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44,5%, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 96%. 3. Về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội đã xác định tại kế hoạch 5 năm. Cụ thể: A. Theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, triển khai các phương án, kế hoạch, kịch bản một cách chủ động để ứng phó linh hoạt đối với từng tình huống cụ thể trong phòng chống dịch bệnh, gắn với từng bước mở cửa lại nền kinh tế, tăng cường nhân lực và cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện chăm sóc chữa bệnh cho người dân, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, xây dựng kế hoạch và phát triển triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, tiêm mũi 3 cho người đã tiêm đủ 2 liều. B. Xây dựng đề án trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, hoàn thành và lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. C. Về phát triển các ngành lĩnh vực, về phát triển kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics, xây dựng đề án thành lập trung tâm phân phối hàng hóa kết nối sân bay Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải, xây dựng đề án thành lập trung tâm mậu dịch tự do tại cảng Cái Mép để tạo điều kiện thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, hoàn thành và triển khai chiến lược phát triển du lịch, các đề án phát triển nguồn nhân lực và quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh, triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo dự trữ và cung cấp hàng hóa nhằm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các hàng hóa thiết yếu. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, phát triển bền vững các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Giảm dần các nghề khai thác gần bờ, nghề khai thác hủy diệt nguồn lợi thủy sản, hoàn thành việc giải tỏa các bè nuôi thủy sản trái phép. Phấn đấu có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 47 trên 47 xã. 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 30 trên 47 xã. 2 huyện Châu Đức và Xuyên Mộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Về thu chi ngân sách, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả. Điều hành ngân sách chủ động, thường xuyên kiểm soát, đảm bảo cân đối ngân sách bền vững, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Rà soát có giải pháp khai thác hiệu quả tài sản công, tài sản là kết cấu hạ tầng vào mục đích kinh doanh, cho thuê liên doanh liên kết theo quy định của pháp luật. Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, tập trung chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công hiệu quả, không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2022, khởi công các dự án đã bố trí vốn khởi công mới ngay trong 6 tháng đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 42 dự án trọng điểm, tăng cường công tác hậu kiểm để kịp thời đôn đốc xử lý đối với các dự án chậm triển khai kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025, thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về văn hóa xã hội, xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ để phát triển nguồn nhân lực chuyên môn
cho ngành y tế của tỉnh giai đoạn 2022-2030, tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh và an toàn thực phẩm, xây dựng phương án chủ động hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2021-2022, có giải pháp phù hợp cho việc đi học trở lại với mô hình lớp học xanh, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu quả quản lý công nghệ, tăng cường công tác tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung vào các lĩnh vực theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, triển khai các nội dung chương trình giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội, các chính sách đối với người có công, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chống xâm hại trẻ em. Về quy hoạch đô thị, tài nguyên và môi trường, hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch xây dựng chung, ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn, quản lý chặt chẽ quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép, tình trạng phân lô bán nền, tập trung thực hiện các thủ tục hoàn thành việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của năm 2021 chuyển sang và năm 2022 đối với các dự án theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành và triển khai đề án quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý rác chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện tại xã Tóc Tiên và xử lý chất thải rắn cho huyện Công Đảo. Về cải cách hành chính, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ công chức trong việc thực thi công vụ và giải quyết hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đầu tư công. Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. Tập trung thực hiện có hiệu quả thiết thực chương trình chuyển đổi số đô thị thông minh. Về công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phòng ngừa và chống tham nhũng, cung cấp thông tin, công khai kết quả phòng chống tham nhũng, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội, theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giải quyết đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc đến hạn giải quyết. Tập trung giải quyết 3 vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp kéo dài và 1 vụ việc do thanh tra chính phủ chuyển về còn tồn đọng. Về quốc phòng an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo, bảo đảm tuyển quân đạt 100% chi tiêu, ngăn chặn làm giảm các tội nạn hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội và đặc biệt là giảm tai nạn giao thông, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. D. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, các khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 7 về đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, chuyển đổi số và đô thị thông minh. Điều 3. Tổ chức thực hiện. Giao Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo xây dựng ngay kế hoạch chương trình hành động cụ thể, đề ra giải pháp đồng bộ, tổ chức triển khai kịp thời đầy đủ nội dung của nghị quyết này. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2022. Nghị quyết này được thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tôi xin phép tiếp tục thông qua nghị quyết thứ hai về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách. Căn cứ luật ngân sách nhà nước năm 2015, xét tờ trình 237 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra 188 của Ban Kinh tế Ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp quyết nghị 1. Điều 1 phạm vi điều chỉnh, nghị quyết này
quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cân ngân sách năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách. Điều 2, đối tượng áp dụng các sở ban ngành, đoàn thể, hội đặc thù, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố, ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 3, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách, chi tiết tại phụ lục số 1 và phụ lục số 2 đính kèm. Tổ chức thực hiện, giao ủy ban nhân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. Từ năm 2022, ủy ban nhân tỉnh có giải pháp tích cực đảm bảo ngân sách chi cho đầu tư phát triển và chi hoạt động thường xuyên theo nghị quyết 104 ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 đối với phần thiếu hụt do Trung ương giảm tỷ lệ điều tiết 8%. Điều 5, điều khoản thi hành, nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã so với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách. Trường hợp đặc biệt có phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách làm cho ngân sách huyện, ngân sách xã tăng thu lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân sách cấp trên. Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thu về ngân sách cấp trên số tăng thu này và thực hiện bổ sung có mục tiêu một phần cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghị quyết thứ 3, nghị quyết về ban hành nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ ngân sách thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Căn cứ luật ngân sách nhà nước năm 2015, căn cứ quyết định số 30 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022. Xét tờ trình số 234 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra 187 của Ban Kinh tế ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, quyết nghị chương 1, quy định chung, điều 1, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Phạm vi điều chỉnh, nghị quyết này quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của luật ngân sách và nghị quyết của Quốc hội. Đối tượng áp dụng, các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thị trấn, các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập, phân bổ, chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Điều 2, nguyên tắc tiêu chí phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương. Việc xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách phải đảm bảo góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, ưu tiên bố trí vốn kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách năm 2022, kế hoạch tài chính 3 năm và kế hoạch tài chính 5 năm. Tăng cường tính chủ động gắn với chức năng nhiệm vụ, chế độ chính sách, chi tiêu ngân sách nhà nước quy định. Định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên tại nghị quyết này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của các cơ quan thuộc tỉnh, dự toán chi ngân sách của huyện xã, không phải là định mức chi tiêu ngân sách. Định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên được xây dựng cho các lĩnh vực đảm bảo chi lương phụ cấp với mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng một tháng, đảm bảo hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện chế độ chính sách nhà nước ban hành đến thời điểm Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết này. Trường hợp dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước và dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện, thị xã, thành phố tính theo nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ năm 2022 thấp hơn năm 2021 sẽ được xem xét hỗ trợ để không thấp hơn. Điều 3, nguyên tắc xác định một số tiêu chí phân bổ, xác định theo dân số, biên chế học sinh, sinh viên, địa bàn và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân. Điều 4, quy định chung, chi hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể bao gồm chi hoạt động bộ máy, các khoản chi nghiệp vụ mang tính chất thường xuyên phát sinh hàng năm, kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, v.v.
Chi hoạt động thường xuyên chưa bao gồm kinh phí chỉnh lý tài liệu, các chế độ chính sách và các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên của từng cơ quan đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt. Điều 5. Nguyên tắc tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật về việc giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công. Cụ thể như sau: đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, ngân sách nhà nước không hỗ trợ. Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, ngân sách nhà nước hỗ trợ giai đoạn 2025-2000 theo hướng giảm tối thiểu 15% so với giai đoạn 2017-2021. Đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước đảm bảo chi thường xuyên được vận dụng nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ như đối với lĩnh vực chi quản lý nhà nước, tiếp tục giảm bình quân 10% trực tiếp từ ngân sách cho so với giai đoạn 2016-2020, trừ các dịch vụ cơ bản thiếu do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định. 2. Ngân sách nhà nước giảm cấp chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập đối với các khoản chi được kết cấu vào giá thành dịch vụ theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo từng lĩnh vực sự nghiệp công. Kính thưa quý vị, với những quy định nguyên tắc nêu trên, tiêu chí định mức phân bổ chi thường xuyên cấp tỉnh được quy định chi tiết từ điều 6 đến điều 22. Định mức phân bổ chi thường xuyên ở cấp huyện, xã được quy định chi tiết từ điều 21 đến điều 33, gồm các định mức chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, chi quản lý hành chính nhà nước, chi sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, đảm bảo xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường, hoạt động kinh tế, chương trình dự án, v.v. Điều 34. Dự phòng ngân sách các cấp làm cơ sở để tính định mức phân bổ là 2% trên tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động trình Hội đồng nhân dân cung cấp bố trí dự phòng ngân sách đảm bảo theo quy định của luật ngân sách. Điều 35. Đối với các năm thời kỳ ổn định ngân sách, các chế độ chính sách ban hành sau thời điểm Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết này, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ đối với các huyện, thị xã, thành phố theo quy định, đảm bảo trong khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh. Trong tổ chức thực hiện đối với dự toán hàng năm thời kỳ ổn định, căn cứ vào tốc độ tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng, khả năng thu ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố. Điều khoản thi hành, điều 36, tổ chức thực hiện. Căn cứ định mức phân bổ chi thường xuyên tại nghị quyết này, các sở ban ngành, cơ quan cấp tỉnh phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc kịp thời theo quy định, đúng quy định của luật ngân sách nhà nước. Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 tại nghị quyết này để xác định tổng chi ngân sách, tổng chi ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào khả năng ngân sách, đặc điểm tình hình địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định phân bổ dự toán ngân sách đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng lĩnh vực chi theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nghị quyết thứ tư, nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương. Căn cứ quyết định số 2047 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu ngân chi ngân sách nhà nước năm 2022, xét tờ trình 238 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra 189 của Ban Kinh tế Ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, quyết nghị điều 1, phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022 như sau. 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 là 71.555 tỷ đồng, bao gồm thu từ dầu thô 16.600 tỷ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 20.300 tỷ, thu từ nội địa 34.655 tỷ, dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022 24.224 tỷ, trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 18.749 tỷ, thu ngân sách địa phương do Trung ương bổ sung có mục tiêu 675 tỷ, thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà đất 3.000 tỷ,
Thu cách dư từ ngân sách cấp tỉnh 1.247 tỷ, thu từ tăng thu ngân sách cấp tỉnh 523 tỷ. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 24.224 tỷ, trong đó chi đầu tư phát triển 13.052 tỷ, chi thường xuyên 10.560 tỷ, chi dự phòng ngân sách 610 tỷ. Điều 2, đồng ý hỗ trợ cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định với số tiền là 67,7 tỷ đồng. Điều 3, thống nhất đưa vào dự toán thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà đất với số tiền là 3.000 tỷ đồng để bố trí chi đầu tư phát triển. Trường hợp thực tế đấu giá vượt trên 3.000 tỷ, giao Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp tục bổ sung vào dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Điều 4, thống nhất đưa vào dự toán hoặc thu hoạt động, thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp hưởng lợi với số tiền là 29 tỷ đồng để bố trí cho chi đầu tư phát triển. Điều 5, phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất cấp tỉnh năm 2021 là 523 tỷ đồng để bố trí dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022 theo quy định. Điều 6, phê chuẩn phân bổ nguồn thu sổ số kiến thiết cho các huyện, thị xã, thành phố với số tiền là 574 tỷ đồng. Điều 7, bố trí kinh phí thực hiện các chương trình đề án năm 2022, phê chuẩn bố trí dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình đề án bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đề án chiến lược do Trung ương ban hành, chương trình đề án của tỉnh với tổng số tiền là 286 tỷ đồng. Điều 8, phê chuẩn điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách của một số đơn vị dự toán cấp tỉnh năm 2021 và thu hồi các khoản kinh phí chưa cần thiết, chậm triển khai hoặc không thể triển khai do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với số tiền là 488 tỷ đồng để bổ sung toàn bộ kinh phí này vào dự phòng ngân sách cấp tỉnh, chi cho công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tổ chức thực hiện, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này trước ngày 5 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chi tiết số cách dư ngân sách năm 2021 và đề xuất phương án xử lý sử dụng trình Hội đồng nhân dân xem xét quyết định. Điều 10, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Tôi xin tiếp tục trình bày nghị quyết thứ 5, nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022. Căn cứ luật ngân sách nhà nước năm 2015, xét tờ trình số 246 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra 191 của Ban Kinh tế ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, quyết nghị điều 1, phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 như sau. Dự toán thu chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước cấp tỉnh 63.162 tỷ đồng, bao gồm thu từ dầu thô 16.600 tỷ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 20.300 tỷ, thu nội địa 26.262 tỷ. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng 19.754 tỷ, dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 19.754 tỷ, trong đó chi đầu tư phát triển 8.728 tỷ, chi thường xuyên 4.946 tỷ, chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố 5.666 tỷ. Dự toán thu chi ngân sách các huyện, thị xã, thành phố năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước cấp huyện 8.393 tỷ, dự toán thu ngân sách hưởng 4.470 tỷ, thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 5.666 tỷ, dự toán chi ngân sách huyện 10.137 tỷ. Tổ chức thực hiện, giao Ủy ban tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này, chỉ đạo ngay các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị dự toán cấp 1 thực hiện việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Tôi xin thông qua nghị quyết cuối cùng, nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Căn cứ luật ngân sách nhà nước năm 2015, xét tờ trình 204 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 197 của Ban Kinh tế ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, quyết nghị điều 1,
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các chỉ tiêu như sau. 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 102.482 tỷ, thu ngân sách địa phương được hưởng 47.947 tỷ, trong đó thu ngân sách cấp tỉnh là 30.152 tỷ, thu ngân sách các huyện 15.766 tỷ, thu ngân sách xã là 2.029 tỷ. 3. Tổng chi ngân sách địa phương là 34.739 tỷ, trong đó chi ngân sách cấp tỉnh là 21.395 tỷ, chi ngân sách các huyện là 11.563 tỷ, chi ngân sách xã là 1.779 tỷ. Kết dư ngân sách địa phương là 13.208 tỷ, trong đó kết dư ngân sách cấp tỉnh là 8.756 tỷ, kết dư ngân sách cấp huyện 4.202 tỷ, kết dư ngân sách cấp xã là 2.249 tỷ. Tổ chức thực hiện căn cứ phê chuẩn của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và bà con cử tri. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý đại biểu tham dự kỳ họp, kính thưa quý bà con cử tri toàn tỉnh, thì tiếp theo chương trình, thư ký xin thông qua 12 dự thảo nghị quyết tiếp theo. Nghị quyết thứ nhất là nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Căn cứ Nghị định số 29 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Xét tờ trình số 210 của Ủy ban Nhân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 167 của Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị về phạm vi điều chỉnh, nghị quyết này quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Về đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Về đối tượng được phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại điều 3, điều 4 của nghị quyết là chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, người đứng đầu các sở ban ngành và cấp tương đương, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thủ trưởng cơ quan đơn vị chủ trì quản lý tài sản. Về các loại tài sản được phân cấp thẩm quyền xác lập sở hữu toàn dân và phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tại điều 3, điều 4 của nghị quyết là tài sản bị chôn giấu, bị vùi lấp, bất động sản vô chủ, bất động sản không có người thừa kế, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là di tích lịch sử văn hóa, tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước Việt Nam theo cam kết sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể hoặc chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định giải thể theo ủy quyền, tài sản là nhà, xe ô tô, tàu thuyền các loại và tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên trên một đơn vị tài sản chuyển giao do nhà nước Việt Nam theo hợp đồng đối tác công tư do cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện ký hợp đồng dự án, tài sản đối với động vật rừng do tổ chức cá nhân tự nguyện giao nộp cho nhà nước thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm, tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng. Về điều khoản thi hành thì nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nghị quyết thứ hai là nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì căn cứ luật đầu tư công năm 2019, xét tờ trình số 252 của Ủy ban Nhân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 204 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 là 10.844 tỷ đồng, xin đọc số tròn, bao gồm vốn cân đối từ ngân sách tỉnh là 10.244 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tập trung là 5.000
544 tỷ đồng, nguồn thu từ tiền sử dụng đất là 745 tỷ đồng, vốn sổ số kiến thiết là 925 tỷ đồng, nguồn thu từ tiền bán đấu giá nhà đất là 3.000 tỷ đồng. Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu, bổ sung có mục tiêu là 600 tỷ đồng. Về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 là vốn trung ương bổ sung là 600 tỷ đồng, phân bổ cho dự án đường 991B là 500 tỷ đồng và dự án cầu Phước An là 100 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách tỉnh là 10.244 tỷ đồng, phân bổ như sau: bổ sung cho đầu tư ngân sách cấp huyện là 1.600 tỷ đồng, bố trí vốn thực hiện các chương trình đề án là 1.298 tỷ đồng, bố trí vốn thực hiện các dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư là 7.345 tỷ đồng, thống nhất bổ sung danh mục 9 dự án cần thiết để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư công trong năm 2022. Về tổ chức thực hiện thì giao Ủy ban tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này trước ngày 5 tháng 2 năm 2022, có tờ trình đề xuất danh mục dự án có vốn kéo dài thanh toán sang năm 2022 trình Hội đồng dân tỉnh xem xét quyết định. Ngay từ đầu năm phải lập kế hoạch chi tiết cụ thể, tập trung chỉ đạo điều hành quản lý đầu tư công hiệu quả. Khởi công các dự án đã được bố trí vốn khởi công ngay trong 6 tháng đầu năm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công. Giải ngân hết vốn đầu tư công đã được bố trí trong năm 2022. Về điều khoản thi hành thì nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Nghị quyết thứ ba, nghị quyết về đề nghị thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Căn cứ lực đầu tư công, căn cứ lực đất đai năm 2013, xét tờ trình số 240 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 192 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tại kỳ họp, thì thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể tổng diện tích đất thu hồi trong năm 2022 là 6.126,21 hecta để thực hiện 292 dự án. Thành phố Vũng Tàu là 72 dự án với diện tích là 2.209,75 hecta. Thành phố Bà Rịa là 52 dự án với diện tích là 2.081,86 hecta. Thị xã Phú Mỹ là 67 dự án với diện tích là 384,41 hecta. Huyện Châu Đức 33 dự án với diện tích là 809,85 hecta. Huyện Xuân Mộc là 24 dự án với 314,10 hecta. Huyện Đất Đỏ là 12 dự án với diện tích 198,22 hecta. Huyện Đông Điền là 7 dự án với 25,65 hecta. Huyện Côn Đảo là 25 dự án với diện tích là 102,37 hecta. Nghị quyết thứ tư, nghị quyết về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xét tờ trình số 239 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 190 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp, viết nghị thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể như sau: tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là 63,52 hecta để thực hiện 25 dự án, bao gồm chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa là 35,04 hecta để thực hiện 15 dự án, trong đó chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa một vụ là 27,36 hecta, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa hai vụ là 7,68 hecta, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ là 28,48 hecta để thực hiện 10 dự án. Nghị quyết thứ năm, nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến ống chuyển tải Long Tân Đá Bạc và Suối Nghệ Hòa Long. Xét tờ trình số 190 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 177 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp, viết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến ống chuyển tải Long Tân Đá Bạc và Suối Nghệ Hòa Long do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư với nội dung chính như sau: tên dự án là tuyến ống chuyển tải Long Tân Đá Bạc và Suối Nghệ Hòa Long.
dự án nhóm C. Quy mô đầu tư tổng khối lượng tuyến ống là 15.200 m, đầu tư toàn tuyến ống bằng ống HDPE có đường kính D250mm, D350mm và các phụ kiện kèm theo. Hình thức đầu tư là xây dựng mới. Địa điểm đầu tư là huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa. Tổng mức đầu tư là 35.401.000.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư là ngân sách tỉnh. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án là hoàn thành trước năm 2023. Nghị quyết thứ 6, nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xét tờ trình số 194 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 178 của Ban kinh tế sách Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư với những nội dung chính như sau. Tên dự án là trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng là dự án có các khối công trình chính sau: nhà làm việc là diện tích sàn 4.374 m², cao 5 tầng; nhà thanh tra là diện tích sàn là 584 m², cao 2 tầng; nhà ở doanh trại, nhà ăn, diện tích sàn là 2.648 m², cao 4 tầng; các hạng mục phụ trợ, nhà thường trực, hàng rào, cổng chính, cổng phụ. Dự án nhóm B, tổng mức đầu tư của dự án là 115.493.000.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư là ngân sách tỉnh. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án là hoàn thành trước năm 2025. Các nội dung khác là giữ nguyên như công văn số 296 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thường trực Hội đồng dân tỉnh và quyết định chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nghị quyết thứ 7, nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường quy hoạch số 15 thị trấn Long Hải giai đoạn 2 huyện Long Điền. Xét tờ trình số 205 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 179 của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường quy hoạch số 15 thị trấn Long Hải giai đoạn 2 huyện Long Điền do Ủy ban dân huyện Long Điền làm chủ đầu tư với những nội dung chính như sau. Về quy mô đầu tư, tổng chiều dài toàn tuyến là 790 m. Dự án nhóm B, tổng mức đầu tư là 94.999.000.000 đồng. Địa điểm đầu tư là thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Cơ cấu vốn là nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án là hoàn thành trước năm 2025. Nghị quyết thứ 8, nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng, trung cấp là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Căn cứ Nghị định số 5 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, xét tờ trình số 200 của Ủy ban nhân tỉnh, báo cáo số 173 của Ban văn hóa xã hội Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị về phạm vi điều chỉnh, nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trung cấp là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đối tượng áp dụng là học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trung cấp trên địa bàn cả nước. Về mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở trên học sinh, sinh viên trên tháng và được hưởng 10 tháng trên năm học trên học sinh, sinh viên. Về nguồn kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trung cấp là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được bố trí trong dự toán ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố theo luật ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Về điều khoản thi hành thì nghị quyết này đã được Hội đồng dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Nghị quyết thứ 9, nghị quyết về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.
thì xét tờ trình số 201 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 184 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025 với những nội dung chính như sau. Về mục tiêu đầu tư là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025 để giải quyết các vấn đề bức thiết của đồng bào dân tộc thiểu số. Về đối tượng thụ hưởng và nguyên tắc thực hiện là các xã thôn ấp đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh. Trường hợp đối tượng thụ hưởng cùng một chính sách hỗ trợ quy định ở nhiều văn bản khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Về quy mô, về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu là 532,6 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình đồng bào dân tộc là 51,6 tỷ đồng, gồm hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở là 730 căn với kinh phí là 33 tỷ đồng, hỗ trợ nhà tiêu hợp vệ sinh là 600 cái, kinh phí là 9 tỷ đồng, hỗ trợ điện sinh hoạt là 250 hộ, kinh phí là 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ nước sinh hoạt là 595 hộ với kinh phí là 7,1 tỷ đồng, hỗ trợ về văn hóa giáo dục là 23,5 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất là hỗ trợ con giống phát triển sản xuất và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với 500 hộ với kinh phí là 10 tỷ đồng, và tuyên truyền phổ biến pháp luật là 4,1 tỷ đồng, tổng vốn thực hiện chương trình là tổng vốn kế hoạch là 634 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện hỗ trợ phát triển sản xuất và vốn đối ứng là vốn hộ dân tự có và vốn vay là giai đoạn 2022 và 2025. Địa điểm thực hiện là các xã thôn ấp đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh. Thời gian và tiến độ thực hiện là đến hết năm 2025. Nghị quyết thứ 10 là nghị quyết về phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì xét tờ trình số 223 của Ủy ban nhân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 185 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với những nội dung chính như sau. Về mục tiêu thực hiện chương trình là triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo nhằm góp phần từng bước nâng cao mức sống cho người nghèo gần với mức sống chung của xã hội, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cho vay tín dụng ưu đãi, nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả, hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ về nhà ở, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghèo, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ bản về y tế, về giáo dục, nhà ở, việc làm, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tiếp cận với dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng thuận lợi và đầy đủ. Hai và chính, các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo bao gồm hộ nghèo chuẩn quốc gia, hộ cận nghèo quốc gia và hộ nghèo chuẩn tỉnh và hộ mới thoát nghèo, gồm là các chính sách hỗ trợ về vay vốn tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ về y tế giáo dục, hỗ trợ tiền điện, chính sách hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ về giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, và chính sách trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, hỗ trợ nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nhân sự làm công tác giảm nghèo, hoạt động tuyên truyền về công tác giảm nghèo, hoạt động giám sát đánh giá chương trình. Một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo được thực hiện lồng ghép trong các chương trình và đề án khác. Về kinh phí thực hiện chương trình, tổng nguồn vốn bố trí để triển khai thực hiện các chính sách thuộc chương trình giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh là 937 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương là 300 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương là 621 tỷ đồng, nguồn vốn huy động là 16 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là chương trình triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022 và 2025. Nghị quyết thứ 11, nghị quyết về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến,
chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì xét tờ trình số 209, tờ trình số 228, tờ trình số 244 của Ủy ban nhân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 183 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Phạm vi điều chỉnh, nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, các chính sách hỗ trợ di dời đối với cơ sở chăn nuôi đang hoạt động sản xuất trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Về đối tượng áp dụng là các tổ chức cá nhân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan đến nghị quyết này. Về điều 2 là khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi là toàn bộ các phường thuộc thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Hai là các khu trung tâm, khu dân cư hiện hữu, khu dân cư theo quy hoạch, khu vực phát triển đô thị đã được xác định, định hướng theo quy hoạch chung thị trấn, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện hoặc khu dân cư thuộc huyện Côn Đảo. Các công trình công cộng, khu trung tâm xã, khu chức năng khác trên địa bàn xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã tại các địa bàn các huyện, xã, thành phố. Về vùng nuôi chim yến, vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là vùng nằm ngoài các khu vực được quy định tại điều 2 của nghị quyết này. Nhà nuôi yến phải có khoảng cách tối thiểu 300 mét tính từ ranh giới vùng không được phép chăn nuôi. Về hỗ trợ tháo dỡ, di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, về đối tượng là các tổ chức cá nhân có cơ sở chăn nuôi với quy mô từ một đơn vị vật nuôi trở lên đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại điều 2 của nghị quyết. Thực hiện tháo dỡ, di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Về nội dung và mức hỗ trợ, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí tháo dỡ, di dời hoặc chấm dứt hoạt động với mức 1 triệu đồng trên một đơn vị vật nuôi tại thời điểm ngưng hoạt động, nhưng không quá 30 triệu đồng trên một cơ sở. Về trình tự thực hiện và nguồn kinh phí hỗ trợ, thì nguồn kinh phí hỗ trợ chính sách tháo dỡ, di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi được bố trí trong dự toán ngân sách cấp huyện theo luật ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Vậy điều khoản thi hành nghị quyết này đã được Hội đồng dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 kỳ họp thứ tư thông qua và có hiệu lực thi hành tới từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Về nghị quyết thứ 12, nghị quyết về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì căn cứ điểm A khoảng 3 điều 4 của nghị định số 20 năm 2021 của Chính phủ quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, xét tờ trình số 226 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 174 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị về phạm vi điều chỉnh. Thì nghị quyết này quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Về đối tượng áp dụng, đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được quy định tại điều 5 khoảng 1 điều 18 khoảng 1 khoảng 2 và khoảng 3 điều 24 của nghị định số 20 của Chính phủ. Các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 450.000 đồng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc nuôi dưỡng, mức trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Về mức trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng, mức trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội. Một về đối tượng quy định tại điều 5 của nghị định số 20 của Chính phủ được hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng bằng với mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1 điều 3 của nghị quyết này nhân với hệ số tương ứng theo quy định
tại khoản 1 điều 6 của nghị định số 20 của Chính phủ. Đối tượng quy định tại điều 5 nghị định số 20 của Chính phủ ngoài trợ cấp theo hệ số quy định tại khoản 1 điều này còn được trợ cấp thêm hệ số là 1.0 nếu đối tượng thuộc một trong những trường hợp sau. Đối tượng được quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm C, khoản 5, khoản 6, điều 5 của Nghị định số 20 của Chính phủ thuộc hộ nghèo của tỉnh. Đối tượng quy định tại khoản 3, điểm A và điểm D, khoản 5, khoản 8, điều 5 của Nghị định số 20 của Chính phủ thuộc hộ nghèo chuẩn quốc gia. Đối tượng quy định tại khoản 4, điểm B, khoản 5 và khoản 7, điều 5 của Nghị định số 20 của Chính phủ thuộc hộ nghèo chuẩn quốc gia và hộ cận nghèo chuẩn quốc gia. Hộ gia đình cá nhân trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc nhận chăm sóc nuôi dưỡng với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 18 của Nghị định số 20 của Chính phủ, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng bằng mức trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1 điều 3 của nghị quyết này nhân với hệ số trợ cấp tương ứng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 20 của nghị quyết 20 của Chính phủ. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và điều 24 của nghị định số 20 Chính phủ đang nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội được hưởng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1, điều 3 nghị định nghị quyết này nhân với hệ số tương ứng theo quy định tại khoản 1 điều 25 của nghị định số 20 của Chính phủ và điều khoản thi hành nghị quyết này đã được Hội đồng dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Xin báo cáo hết ạ. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý đại biểu tham dự kỳ họp, kính thưa quý cử tri toàn tỉnh, thư ký kỳ họp xin tiếp tục trình bày tóm tắt nội dung của 5 dự thảo nghị quyết về lĩnh vực pháp chế và 1 dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022 như sau. 1. Nghị quyết quy định tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 161 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022. Xét tờ trình số 207 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 170 của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị điều 1 phê duyệt tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 161 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh năm 2022 cụ thể như sau. Biên chế công chức là 1.987 biên chế, hợp đồng lao động là 392 hợp đồng lao động. Điều 2. Tổ chức thực hiện. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao điều chỉnh biên chế công chức và hợp đồng lao động đối với từng cơ quan tổ chức hành chính thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp huyện, cấp tỉnh trên cơ sở tổng số biên chế và hợp đồng lao động đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt tại điều 1 nghị quyết này. Trong trường hợp Bộ Nội vụ có điều chỉnh biên chế công chức, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh biên chế công chức cho các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. Điều 3, điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày thông qua. 2. Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động của các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2022. Xét tờ trình số 208 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 169 của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động của các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2022 là 136 chỉ tiêu. Điều 2. Tổ chức thực hiện. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hợp đồng lao động của các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh trên cơ sở tổng chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt tại điều 1 nghị quyết này. Điều chỉnh số lượng biên chế và hợp đồng lao động của các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh
khi có chủ trương mới của Trung ương về số lượng biên chế và hợp đồng lao động tại các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh. Điều 3, điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày thông qua. 3. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo, được cử đi đào tạo bồi dưỡng trong nước và chính sách hỗ trợ tự đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xét tờ trình số 268 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 209 của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị, điều 1, phạm vi điều chỉnh. Chính sách này quy định việc hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo khi được cử đi đào tạo bồi dưỡng trong nước, phạm vi ngoài địa bàn huyện và hỗ trợ tự đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điều 2, đối tượng áp dụng. Chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được cử đi đào tạo bồi dưỡng trong nước, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo. 2. Chính sách hỗ trợ tự đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tự đào tạo sau đại học. 3. Chính sách này không áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Điều 3. Hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo khi được cử đi đào tạo bồi dưỡng trong nước, ngoài các nội dung quy định tại Nghị quyết số 30 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mức hỗ trợ đối với khóa đào tạo bồi dưỡng dưới một tháng ngoài tỉnh, hỗ trợ 70.000 đồng một ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức nam, hỗ trợ 80.000 đồng một ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ. Đối với khóa đào tạo bồi dưỡng dưới một tháng trong tỉnh, hỗ trợ 50.000 đồng một ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức nam, hỗ trợ 60.000 đồng một ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ. Đối với khóa đào tạo bồi dưỡng từ một tháng trở lên ngoài tỉnh, hỗ trợ 400.000 đồng một tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức nam, hỗ trợ 500.000 đồng một tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ. Đối với khóa đào tạo bồi dưỡng từ một tháng trở lên trong tỉnh, hỗ trợ 300.000 đồng một tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức nam, hỗ trợ 400.000 đồng một tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ. Hỗ trợ tiền vé tàu biển về thăm gia đình theo loại giá cước phổ thông tại thời điểm đi đào tạo bồi dưỡng một lần, mỗi lần gồm một lượt đi và về, thanh toán theo hóa đơn chứng từ thực tế đối với khóa đào tạo bồi dưỡng từ một tháng trở lên. Điều 4. Hỗ trợ từ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mức hỗ trợ. Hỗ trợ tự đào tạo thạc sĩ, chuyên khoa 1 tương đương 30 triệu đồng một người một khóa. Hỗ trợ tự đào tạo tiến sĩ, chuyên khoa 2 tương đương 70 triệu đồng một người một khóa. Về đền bù kinh phí hỗ trợ tự đào tạo sau đại học, cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng chưa hoàn thành thời gian cam kết tiếp tục làm việc tại cơ quan, đơn vị tối thiểu là 2 năm sau khi hưởng chính sách hỗ trợ thì phải đền bù kinh phí đã được hỗ trợ tự đào tạo sau đại học. Điều 5. Kinh phí thực hiện. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Côn Đảo được cử đi đào tạo bồi dưỡng trong nước và hỗ trợ tự đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo luật ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, sử dụng nguồn tài chính của đơn vị để thực hiện theo quy định. Điều 6. Tổ chức thực hiện. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này. Khi các văn bản quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng, dẫn chiếu để áp dụng tại nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Điều 7. Điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. 4. Nghị quyết quy định về tặng thưởng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
xét tờ trình số 266 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 208 của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị, điều 1, phạm vi điều chỉnh, nghị quyết này quy định về tặng thưởng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điều 2, đối tượng áp dụng, công dân Việt Nam hiện đang cư trú, lao động, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc, đề nghị xét tặng thưởng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điều 3, nguyên tắc xét tặng. Việc xét tặng thưởng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, thực chất thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Cá nhân được xét tặng phải là người xuất sắc, ưu tú nhất trong toàn tỉnh trên lĩnh vực được xét tặng, là tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo. Mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu công dân ưu tú một lần, không áp dụng hình thức truy tặng. Thành tích cá nhân được thành tích cá nhân làm cơ sở xét tặng là thành tích đạt được trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian 5 năm tính đến thời điểm xét tặng. Điều 4, quy định chi tiết về điều kiện xét tặng. Điều 5, quy định chi tiết về tiêu chuẩn xét tặng trên 9 lĩnh vực. Lĩnh vực lao động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực quản lý nhà nước, công tác đảng, mặt trận đoàn thể, lĩnh vực quốc phòng an ninh, lĩnh vực văn hóa thể thao, lĩnh vực nghiên cứu khoa học, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực y tế, lĩnh vực hoạt động xã hội và lĩnh vực dân tộc tôn giáo. Điều 6, thời gian số lượng cá nhân tôn vinh khen thưởng. Thời gian tôn vinh khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập tỉnh 12 tháng 8 hàng năm với số lượng không quá 10 cá nhân trong một năm. Điều 7, thẩm quyền quyết định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên cơ sở xét chọn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Điều 8, quy định chi tiết hồ sơ quy trình xét tặng. Điều 9, quyền lợi nghĩa vụ của cá nhân đạt danh hiệu. Cá nhân đạt danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tặng bằng chứng nhận, vật phẩm lưu niệm, tiền thưởng 20 triệu đồng và được ghi tên vào sổ vàng truyền thống của tỉnh. Điều 10, hủy bỏ quyết định tước danh hiệu. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng sau đó phát hiện thấy thành tích không đúng sự thật, vi phạm tiêu chuẩn quy định tại nghị quyết này thì bị hủy bỏ quyết định tặng thưởng danh hiệu và bị thu hồi hiện vật tiền thưởng. Sau khi được tặng thưởng danh hiệu, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật, làm mất uy tín, ảnh hưởng xấu trong xã hội, cộng đồng thì bị tước danh hiệu và bị thu hồi hiện vật tiền thưởng. Điều 11, kinh phí thực hiện. Kinh phí tổ chức xét tặng thưởng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo theo quy định. Về điều khoản thi hành, nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. 5. Nghị quyết phê duyệt đề án tổ chức lực lượng huấn luyện hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025. Xét tờ trình số 618 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 27 của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị, điều 1, phê duyệt đề án tổ chức lực lượng huấn luyện hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2025 gồm 5 nội dung chính. 1. Tổ chức biên chế. 2. Xây dựng mô hình điểm về dân quân tự vệ. 3. Tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập. 4. Hoạt động của dân quân tự vệ. 5. Nội dung bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hoạt động cho dân quân tự vệ. Về kinh phí bảo đảm thực hiện đề án, tổng kinh phí thực hiện đề án là 762 tỷ 905 triệu đồng. Điều 2, tổ chức thực hiện, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. Điều 3, điều khoản thi hành, nghị quyết này có hiệu lực từ ngày thông qua. 6, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022. Xét tờ trình số 39 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị, điều 1, thống nhất kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022, cụ thể như sau. 1. Kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề,
dự kiến tổ chức vào một buổi của tuần cuối tháng 2 hoặc tuần đầu tháng 3 trong năm 2022 để xem xét quyết định. Danh mục dự án có vốn được kéo dài thanh toán sang năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 40 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước. Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 2. Kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ, dự kiến tổ chức 2 ngày trong tháng 7 năm 2022, nội dung tại kỳ họp bao gồm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các nội dung khác theo luật định. Thông qua các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chất vấn và trả lời chất vấn nếu có. 3. Kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề, dự kiến tổ chức vào một buổi của trung tuần tháng 11 năm 2022 trước ngày 15 tháng 11 năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ phê chuẩn phương án điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022, điều chỉnh danh mục đầu tư công nếu có theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công. 4. Kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2022, nội dung tại kỳ họp bao gồm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023, báo cáo năm 2022 của các cơ quan, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các nội dung khác theo luật định. Thông qua các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án do các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chất vấn và trả lời chất vấn nếu có. Điều 2. Tổ chức thực hiện. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. Điều 3. Điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày thông qua. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý đại biểu tham dự kỳ họp, kính thưa quý cử tri toàn tỉnh, thực hiện phân công của chủ tọa kỳ họp, thư ký kỳ họp đã trình bày tóm tắt nội dung của 24 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính chào. Kính thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp, kỳ họp vừa nghe thư ký thông qua 24 dự thảo nghị quyết. Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến đại biểu, có đại biểu nào bổ sung hoặc thay đổi nội dung 24 dự thảo nghị quyết trên không? Không có đại biểu nào. Như vậy, xin phép cho tiến hành biểu quyết 24 dự thảo nghị quyết nêu trên. Đại biểu nào thống nhất với 24 dự thảo nghị quyết vừa được thư ký trình bày, xin phép biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Xin cảm ơn. Có đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, tất cả đại biểu tham dự đều thống nhất với 24 dự thảo nghị quyết. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình là phần trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xin kính mời Ban thi đua khen thưởng của tỉnh lên thực hiện nhiệm vụ.
Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu tham dự kỳ họp. Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1763 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin thông qua quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và điều hành nghi thức trao thưởng. Tôi xin phép được công bố quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ số 1763 Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2021 quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ căn cứ luật tổ chức chính phủ, căn cứ luật thi đua khen thưởng, căn cứ nghị định số 91 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Theo đề nghị của trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương, quyết định điều 1 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3, trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Sau đây là nghi thức trao thưởng. Xin trân trọng kính mời 1. Đại diện nhân dân và cán bộ huyện Đất Đỏ. 2. Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh. 3. Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 4. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lên vị trí danh dự để đón nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng kính mời. Kính mời đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các tập thể cá nhân được khen thưởng. Phần công bố quyết định và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ xin kết thúc tại đây. Xin trân trọng kính chào. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa
quý vị đại biểu, khách mời, sau một buổi thảo luận tổ và bốn buổi làm việc tại hội trường, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản đã thực hiện đúng chương trình, nội dung kỳ họp đề ra. Sau đây, tôi xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, phát biểu chỉ đạo và bế mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng toàn thể khách mời tham dự kỳ họp. Kính thưa quý cô bác cử tri và nhân dân trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của kỳ họp đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét báo cáo kết quả về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các báo cáo quan trọng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án của tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ thực tiễn công tác ở tất cả các lĩnh vực địa phương và tiếp thu các nội dung phát biểu tại kỳ họp của các đại biểu. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề xuất các giải pháp có tính khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới. Các ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu từ hội thảo và thảo luận tại tổ, tại phiên toàn thể ở hội trường đều thống nhất và đánh giá như sau. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh chúng ta, như đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 của đảng, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương kế thừa và phát triển mạnh mẽ, tạo nên niềm tin, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm chính trị cao là cơ sở tiền đề quan trọng, vững chắc để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2022 cũng như cả nhiệm kỳ 2020-2025 của chúng ta. Quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta cũng phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực sâu rộng của dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn tỉnh chúng ta. Song với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo và trách nhiệm trước cử tri, trước nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đạt được những kết quả tích cực. Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư và có nhiều cải thiện. Các công trình dự án chào mừng 30 năm thành lập tỉnh hoàn thành vượt và đạt kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được tập trung thực hiện và cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe của người dân được thực hiện một cách linh hoạt và triển khai kịp thời phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn ra.
vấn đề lao động việc làm, giải quyết an sinh xã hội, hỗ trợ người dân doanh nghiệp, nhất là chăm lo những người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế được quan tâm thực hiện tốt. Đời sống vật chất tinh thần, chỉ số hạnh phúc của nhân dân luôn được quan tâm. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường nhưng mới đạt kết quả ban đầu. Xin báo cáo với cuộc họp. Vấn đề này ngày hôm qua tham luận ý kiến của các đại biểu thì vấn đề nút thắt của nền kinh tế chúng ta hiện nay xác định rõ đó là nút thắt nội tại trong hệ thống của chúng ta. Đó là công tác cải cách hành chính. Năm qua là đã đạt được kết quả. Nhưng đạt kỳ vọng và đáp ứng yêu cầu chưa? Thì chưa. Mới đạt kết quả ban đầu. Việc phân cấp phân quyền, việc chuyển đổi số và cái tinh giảm bộ máy biên chế, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống, của tổ chức chúng ta là có cải tiến, có cải thiện, nhưng mà chưa theo kịp với nhu cầu. Đây là cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc là tạo ra động lực để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các hoạt động đối ngoại diễn ra thiết thực, hiệu quả, đúng hướng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng thực hiện tốt. Phân cấp phân quyền chưa đầy đủ và chưa phát huy hiệu quả đầy đủ. Có phân cấp phân quyền, nhưng hiện nay việc phân cấp phân quyền chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa hiệu lực và chưa đem lại kết quả mong muốn. Như nó là một trong những cái cải cách hành chính và đột phá của đại hội chúng ta đề ra. Nhưng việc thực thi có triển khai, nhưng kết quả chưa đạt như yêu cầu mong muốn. Do đó 2022, nội dung này, vấn đề này, cải cách hành chính tiếp tục nâng cao cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của chúng ta CPA và phân cấp phân quyền, vai trò người đứng đầu và tính hiệu lực, hiệu quả của tổ chức hệ thống chúng ta là cần phải tiếp tục là tập trung, là khâu đột phá của chúng ta trong không chỉ 2021 mà của cả nhiệm kỳ. Đặc biệt nhiều bài học chúng ta nhìn thấy trong 2021, nếu việc cải cách này tốt hơn thì chắc chắn là hiệu quả phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết khiếu tố khiếu nại, cải thiện môi trường đầu tư chúng ta sẽ tốt hơn. Chứ không phải tất cả chúng ta đổ thừa là vì dịch bệnh. Đấy là vấn đề mà chúng tôi cũng mong rằng đại biểu chúng ta cần quan tâm, các cơ quan chúng ta cần quan tâm để cùng nhau, bản thân mỗi một chúng ta để hỗ trợ cả hệ thống chúng ta để thực hiện tốt cái cải cách và cái đột phá này. Kính thưa các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu quốc khí, khách quý, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong các kỳ họp trước, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, góp phần gắn kết hơn nữa hoạt động của Hội đồng Nhân dân với cử tri, phát huy quyền làm chủ và giám sát của cử tri đối với đại biểu dân cử. Chính điều này đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành tập trung thảo luận các nội dung và các giải pháp nhằm phục hồi phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh dịch COVID, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương cấp tỉnh, phân cấp phân quyền thực chất gắn với thúc đẩy chương trình chuyển đổi số, giảm nghèo, đồng thời đã thông qua 24 nghị quyết với sự đồng thuận 100% của đại biểu tham dự tại kỳ họp. Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, có tính quyết định trước mắt, lâu dài và phát triển bền vững của tỉnh. Tạo động lực, khơi thông các nguồn lực, lợi thế phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đổi mới trong quản lý, kiểm soát, điều hành tài chính, thu chi ngân sách đầu tư công của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo. Đây báo cáo các đồng chí là không chỉ tạo điều kiện cho đầu tư phát triển, cho thu hút cải thiện môi
trường đầu tư. Bản thân đầu tư công chúng ta trong hệ thống hành chính cũng bị tắc nghẽn. Nhiều đề xuất của cấp dưới lên sở ban ngành cũng bị kéo dài. Nên dịch bệnh nó là nguyên nhân khách quan chủ yếu 2021 làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công. Nhưng nếu một cách nghiêm túc nhìn nhận thì chúng ta cũng phải nói rằng là trong hệ thống chúng ta còn có cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa làm gương, chưa thông suốt về nhận thức về cải cách hành chính, chưa tháo gỡ khó khăn kịp thời cho cấp dưới, cho nhà đầu tư, cho nhân dân. Đây là những vấn đề chúng ta trong kiểm điểm cuối năm của cấp ủy, của tổ chức, tôi đề nghị cần làm rõ và để chúng ta tìm giải pháp và chúng ta nhận thức đúng nút thắt quan trọng để chúng ta tháo gỡ. Đó là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập một cách cho nó kỹ, chứ không phải đầu tư công là vì dịch Covid mà mỗi vì lý do dịch Covid mà chúng ta triển khai chậm đâu. Còn các đồng chí nào có thắc mắc cái này, nhận định này thì cứ trong kiểm điểm chúng ta làm rõ cho, chúng ta chỉ ra. Mà muốn như vậy mỗi một cơ quan, mỗi một cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật để chúng ta kiểm điểm, chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta có giải pháp để chúng ta khắc phục. Tôi đề nghị không tranh thủ lợi dụng các nguyên nhân khách quan vì dịch Covid để rồi những tồn tại yếu kém hạn chế của chúng ta của 2021 là chúng ta đổ thừa hết vì đại dịch. Thì chúng ta không thay đổi, chúng ta không tiến bộ được. Nên hôm nay trong cái buổi họp của Hội đồng Nhân dân có cả các đồng chí là bí thư cấp ủy, các đồng chí là đứng đầu các cơ quan, các cấp chính quyền, các sở ban ngành, các địa phương. Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy những cái hạn chế của bản thân hệ thống mình mà chúng ta tìm cách giải quyết khắc phục thì chúng ta mới tiến bộ được, chúng ta mới khơi thông được các nguồn lực của nền kinh tế của chúng ta được. Đổi mới trong quản lý và kiểm soát về thu chi tài chính. Xin báo cáo các đồng chí, đây là một vấn đề mà chúng ta là một tỉnh có nguồn thu lớn. Nhưng không phải vì nguồn thu lớn mà chúng ta quản lý lỏng lẻo cái nguồn thu. Rồi đây sẽ có một số bài học trong cái việc quản lý nguồn thu. Và cấp ủy, chính quyền chúng ta cũng cần tăng cường đưa ra các giải pháp để tăng thu và quản lý tốt thu theo quy định pháp luật. Cái thứ hai nữa, trong thu thì sở tài chính và hệ thống tài chính chúng ta cần phân tích rõ, tham mưu cho cấp ủy, cho chính quyền, cho hội đồng nhân dân về cơ cấu nguồn thu để làm sao chúng ta chuyển dịch nguồn thu theo một hướng bền vững. Báo cáo các đồng chí, trong các năm gần đây, từ những năm 2019, 2020 và qua 2021, chỉ số trong cơ cấu nguồn thu và cơ cấu của GRDP của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta thì cái sản lượng về dầu khí nó theo chiều hướng giảm dần. Và do đó cái việc mà cơ cấu về nền kinh tế của chúng ta là nguồn thu cũng như tăng trưởng các lĩnh vực khác bù đắp lại, nhưng mà sản lượng dầu khí thì giảm có với cái mức độ nhanh hơn và lớn hơn. Do đó nó làm cho tổng cái GRDP của tỉnh tăng trưởng. Ngoài những yếu tố dịch bệnh, yếu tố chủ quan thì yếu tố mà giảm sản lượng dầu khí thì là một cái yếu tố mà nó làm cho cái tỷ lệ tăng trưởng GDP bị ảnh hưởng. Về nội dung này tôi đề nghị là về phía ủy ban, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch, ngân sách, các đồng chí phân tích kỹ để chúng ta có giải pháp đề xuất để chúng ta thúc đẩy và chúng ta cơ cấu theo hướng làm sao dần từng bước như nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 7 của chúng ta đề ra, là không dựa vào cái nguồn tài nguyên khai thác khoáng sản mà chúng ta phải dựa vào cái nền công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch thương mại dịch vụ.
Thế thì tôi đề nghị cái này không chỉ nằm trên bàn và nằm trên giấy của các nghị quyết, mà đề nghị cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch đầu tư cần phân tích kỹ, tham mưu đầy đủ, có tính khoa học để chúng ta thúc đẩy cái việc này. Để làm sao là dần dần về cái sản lượng dầu khí giảm nhưng không ảnh hưởng quá nặng đến cái tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chỉ số này các năm vừa rồi là đều giảm liên tục, nhưng các cơ quan thì chưa có đề xuất cái giải pháp cho rõ ràng. Có nhưng mà đâu đó chúng ta chưa đề xuất ra rõ ràng. Như vậy cái phân tích đánh giá về số liệu thống kê giữa cục thống kê và các sở tham mưu, việc này cần xem xét và thêm một cái hướng và cần phải làm sớm. Xin phép các em chỉ về nội dung này nêu thêm cho rõ là như vậy. Đầu tư công của năm 2022 và những năm tiếp theo, việc thảo luận dân chủ xem xét thấu đáo để thông qua 24 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh trong thời gian tới. Kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, kính thưa các vị khách mời, quyết tâm chính trị của Bà Rịa Vũng Tàu là lấy lại tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khi năm 2021 đã giảm đáng kể, mà trong đó yếu tố sản lượng dầu khí tiếp tục giảm mạnh trong cơ cấu GDP của tỉnh. Tuy nhiên, các phiên chất vấn tại Hội đồng Nhân dân lần thứ tư khóa 7 vừa qua đã cơ bản phát thảo một bức tranh đầy thách thức mà Bà Rịa Vũng Tàu phải đối mặt trong năm 2022. Do đó, việc đưa ra tốc độ tăng trưởng từ thấp của 2021 lên tăng trưởng 7-7,6% của năm 2022 là một nhiệm vụ rất khó khăn, thách thức. Và hơn nữa, đại dịch Covid đã gây ra nhiều thách thức khó khăn gấp đôi, đòi hỏi cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp và cả hệ thống chính trị chúng ta phải nỗ lực gấp 3, gấp 4 lần thì mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, mới hoàn thành được các chỉ tiêu mà kỳ họp chúng ta thông qua của năm 2022. Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ tử vong ở mức là 0,39%. Những thử thách đặt ra trong việc phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh phải thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả COVID-19, chủ động các phương án dịch bệnh diễn biến phức tạp và phòng chống biến thể mới SARS-CoV-2. Ở đây chúng tôi muốn nói là biến thể mới, tức là biến thể mới có thể xảy ra trong tương lai. Đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần phải nắm chắc tình hình, dự báo, đánh giá một cách thấu đáo, thực chất, không lơ là chủ quan và không ngừng nỗ lực hành động quyết liệt, dứt khoát, không để dịch bệnh vượt quá khả năng kiểm soát của hệ thống phòng chống dịch của tỉnh chúng ta. Kinh tế càng mở cửa thì cả hệ thống chính trị cần phải bình tĩnh, chủ động và xem phòng chống dịch là một nhiệm vụ quản lý rủi ro lâu dài trong hệ thống của chúng ta, cho tất cả các cấp bảo đảm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thích ứng an toàn để phát triển kinh tế xã hội ngay từ bây giờ, ngay từ đầu năm của năm 2022. Với tinh thần đó, để thực hiện tốt các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh 19 diễn biến phức tạp, khó lường, với biến chủng mới lây lan nhanh hơn, ngay sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng nhau thực hiện tốt một số nhiệm vụ được gợi ý sau. Thứ nhất là các cấp, các ngành, các huyện, thị, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đã được thông qua
đảm bảo công khai, minh bạch, đạt chất lượng, hiệu quả cao, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 mà chúng ta đã đề ra, chú trọng công tác xã hội hóa, kết hợp công tư trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống y tế, củng cố hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, theo phương châm y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, phát huy vai trò của cơ sở, tổ COVID cộng đồng để dự báo, giám sát, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch COVID-19 và các bệnh dịch khác, đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân. Hai là thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp và giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương, các vấn đề bức xúc của cử tri. Lần này báo cáo với Hội đồng, thường trực cũng đã họp rà soát lại các cái nội dung, các ý kiến của cử tri, của các đoàn giám sát mà ủy ban các sở ban ngành còn nợ. Chúng ta phải có cách thay đổi, cách giải quyết làm sao những việc này thông tin khi được phản ánh, khi được tiếp thu, và nhất là khi đã hứa thì phải có trả lời, phải có giải quyết. Chứ chúng ta không thể để là kỳ này tiếp xúc người dân, tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kỳ sau tiếp tục là nghe tiếp để chúng ta nợ, thì đó là không được. Còn chúng ta giải quyết đến đâu theo quy định pháp luật, theo trình tự thủ tục quy định và nỗ lực của hệ thống, của cá nhân người đứng đầu, thì chúng ta có trách nhiệm phải thúc đẩy để chúng ta có báo cáo trả lời với nhân dân, với cử tri, với đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đó là việc mà trong cái năm 2000 và ngay từ đầu quý 1 của 2022, thường trực Hội đồng Nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, thậm chí với sở ban ngành để có cách tiếp cận, giải quyết và kịp thời phản hồi, báo cáo, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Mong là tất cả các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các sở ban ngành, các địa phương, chúng ta cùng với nhau thay đổi cái cách tiếp cận vào giải quyết các kiến nghị của cử tri, của nhân dân và của bản thân các cái nội dung mà các đoàn giám sát mà chúng ta đã đưa ra. Thì đó là nội dung mà về phía Hội đồng Nhân dân, thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tôi đề nghị là chủ động phối hợp triển khai. Và với Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành, thì thường trực Hội đồng Nhân dân trước kỳ họp lần thứ tư này chúng tôi đã làm việc và đã có triển khai, đã thống nhất cái cách giải quyết. Thì căn bản và rất đồng thuận từ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các phó chủ tịch và các giám đốc sở. Nên tôi đề nghị đây là cái cơ sở mà để chúng ta tiến hành trong thời gian sắp tới. Thứ ba là Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh và khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cụ thể là ban hành quyết định giao dự toán, chỉ đạo các sở, ủy ban, các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị dự toán cấp 1 phải phân bổ đầy đủ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31 tháng 12 2021. Tức là năm nay chúng ta phải giao toàn bộ cái ngân sách mà được nghị quyết hội đồng thông qua. Mà nghị quyết hội đồng thông qua trên cơ sở là đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế thì không lý do gì khi Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ ngân sách mà về chúng ta để lại để nghiên cứu nữa. Nghiên cứu là trước khi trình Hội đồng Nhân dân. Còn khi trình Hội đồng Nhân dân rồi, trừ trường hợp nào có vấn đề bất thường, có vấn đề mà do chúng ta nghiên cứu không sâu sát, không đầy đủ, phát hiện tình tiết mới không cần thiết thì phải báo cáo lại ngay. Còn nếu không thì không có lý do gì để chúng ta giữ ngân sách
phân bổ xuống cấp dưới hết. Và việc phân bổ chậm thì rõ ràng là cấp dưới không có cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nhất là triển khai đầu tư công. Anh không phân bổ ngân sách làm sao tôi xây dựng triển khai dự án đầu tư công, đúng không? Nên nếu cái này giải quyết thì cũng giảm thiểu đi cái việc hành chính ở cấp sở ban ngành ở trên. Việc này sở tài chính, sở kế hoạch đầu tư là hai cơ quan tham mưu phải chịu trách nhiệm làm sớm làm ngay cái việc này, trong tháng 12 và triển khai ngay. Thì đó là cái mà năm nay tôi đề nghị, không có lý do gì mà ngâm lại cái vốn, cái ngân sách mà đã phân bổ cho các cấp mà để lại ở cơ sở ban ngành và ủy ban dân tỉnh mà không phân bổ hết. Và điều này thì nếu để chậm có nghĩa chúng ta thực thi cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân không nghiêm, không triệt để. Nên đó là cái mà chúng tôi cũng đề nghị giải quyết những việc đó, tức là giải quyết cải cách về hành chính, giải quyết về vấn đề phân quyền một cách triệt để. Phân quyền rồi thì chúng ta giao chứ chúng ta giữ làm gì, đúng không ạ? Nên đề nghị các anh chị những cái này là người đứng đầu sở tài chính, sở kế hoạch đầu tư, sau cuộc họp hôm nay mà đã các anh chị dự họp ở đây đã nắm cái thông tin hết rồi, không đợi nghị quyết ban hành, chuẩn bị ban thảo hết. Khi có nghị quyết thì chúng ta báo cáo tham mưu các cấp có thẩm quyền triển khai. Và thứ hai, đề nghị các anh chị là phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh theo phân cấp phân quyền, các anh chị từng lĩnh vực của mình cũng phải vào cuộc ngay từ đầu và phải trực tiếp có chỉ đạo để triển khai thực hiện, chứ không phải đợi cấp dưới báo cáo. Tôi đề nghị nếu mỗi một cá nhân, mỗi một đồng chí chúng ta trong hệ thống chỉ cần có cái tích cực hơn thì công việc cải cách hành chính chúng ta trở nên đơn giản hơn, khối lượng công việc sẽ giảm hơn, nhưng hiệu quả và hiệu lực của hệ thống chúng ta tốt hơn. Tôi đề nghị hôm nay bàn với các đồng chí hoàn toàn mang tính hệ thống, chứ tôi không bàn về tính cá nhân. Đấy, bởi vì hệ thống mới duy trì được trong cái hoạt động của chúng ta. Chứ tính cá nhân nó rất nhất thời, và đâu đó mà không tôn trọng hệ thống mà không theo hệ thống thì rõ ràng là chúng ta làm cho hệ thống chúng ta trở nên trì trệ và không hiệu quả. Cái tập trung triển khai tích cực các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đã ban hành, đồng thời bám sát cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế, nâng cao công tác dự báo thu ngân sách để kịp thời có giải pháp tăng thu, cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhằm bảo đảm cân đối và sử dụng hiệu quả ngân sách, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2022, chủ động hơn nữa trong nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách động lực mới, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội ngày một tốt hơn. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, ngay từ đầu năm 2022, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động cần tập trung đẩy mạnh tiến độ đầu tư, nâng cao tỷ lệ hiệu quả giải ngân, gắn liền với bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu giải ngân đúng kế hoạch đầu tư công trong năm 2022. Khởi công các dự án đã bố trí vốn khởi công mới trong 6 tháng đầu năm, thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, đường biển, góp phần nâng cao năng lực hệ thống cảng cái mép Thị Vải và thúc đẩy phát triển du lịch. Xác định đầu tư công là giải pháp, là động lực quan trọng hàng đầu để từng bước phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Nên năm nay các huyện thì chúng tôi cũng thấy có cái phản ảnh, một số đồng chí cho rằng là năm nay phân bổ ngân sách mà đầu tư công các huyện thì so với năm ngoái thì không tăng đáng kể. Nhưng mà cũng báo cáo các đồng chí, năm nay chúng ta tập trung vào, không dàn trải, tập trung vào những cái công trình trọng điểm
làm sao các công trình đó trở nên chúng ta sớm đưa vào hoạt động để tạo ra những cái nguồn thu ngân sách mới, tạo ra cái không gian kinh tế mới để bền vững lâu dài. Nhưng mà đảm bảo về phát triển nông thôn, các cái vùng sâu vùng xa thì chúng ta bảo đảm, nhưng dàn trải không có mục tiêu thì đầu tư trở nên không hiệu quả. Đó là việc mà năm nay tôi đề nghị tiếp tục. Thứ hai là trên cơ sở là dự báo và dự toán cái ngân sách thu, nên các địa phương và cùng các sở ban ngành, cả hệ thống chúng ta cùng nỗ lực. Và lần này họp hội đồng, và năm này họp hội đồng cuối năm bàn về ngân sách năm sau và phát triển kinh tế xã hội, nhắc rất nhiều đến chuyện là ngay từ đầu năm là phải triển khai. Còn nếu không, xin báo cáo các anh chị, chỉ số GRDP của quý I chúng ta sẽ tăng trưởng rất thấp nếu như không có những giải pháp, không có những hành động ngay từ bây giờ. Nếu chúng ta ngồi chờ, chúng ta làm như các năm trước, thì tăng trưởng GDP của I sẽ dự báo đâu đó chỉ có 1-2%. Mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể để tiếp cái tình trạng đông đưa và chậm chạp tiếp tục như thế này trong năm 2022 được. Đó là vấn đề mà tôi đề nghị chúng ta càng cùng nhìn vào để có giải pháp, và cái thời gian của chúng ta để triển khai nó rất quan trọng, chứ không phải đợi hết I tốc độ tăng trưởng 1-2%, lúc đó chúng ta mới ngồi bàn giải pháp, không giải quyết được. Phải từ chính sách, từ chủ trương ra có độ trễ để mới có đưa vào nền kinh tế được. Nếu bây giờ làm thì đó là chỉ tác động một phần của I, còn nếu I làm thì có thể tốc độ cái kết quả nó hiện vào Q3, Q4 của năm sau. Nên tôi đề nghị cái này chúng ta cần thống nhất và cần tập trung vào. Kính thưa các đồng chí, khẩn trương hoàn thành việc lập kế hoạch quy hoạch của tỉnh đến 2030 và tầm nhìn đến 2050, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022. Chính phủ phê duyệt cho chúng ta là phải xây dựng nhiệm vụ, xây dựng cái kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu, là thời gian thực hiện trong 2 năm 2021 và cuối năm 2022 là báo cáo để Thủ tướng xem xét phê duyệt. Hiện nay chúng ta đã tiến hành các bước cơ bản, đã chọn được nhà tư vấn và triển khai, nhưng vì khảo sát thực tế thì dịch bệnh có bị chậm lại tiến độ mấy tháng, nhưng đề nghị chúng ta phải đưa giải pháp để chúng ta khắc phục và đẩy nhanh tốc độ trong 2022. Và việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Bà Rịa Vũng Tàu trong giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2050 là một nhiệm vụ rất quan trọng cho cái định hình phát triển kinh tế của chúng ta trong dài hạn. Nên mong rằng các cơ quan tham mưu trong việc này không nên cua nhẹ, mà nên tập trung vào. Thứ hai, sự phối hợp quy hoạch giữa huyện thị với quy hoạch tỉnh phải đồng nhất và cùng cái hướng nhìn, trước hết là cái ý tưởng phải thống nhất với nhau, tránh tình trạng huyện thì quy hoạch phần huyện, tỉnh thì gom của huyện lại để trở thành quy hoạch của tỉnh, không theo xu hướng đó. Nên vừa rồi báo cáo các đồng chí là cũng có đề nghị rằng là tỉnh, lãnh đạo tỉnh cho định hướng về quy hoạch. Chúng tôi bảo là quy hoạch là vấn đề quan trọng, thuê tư vấn, mời các chuyên gia đóng góp nêu ý tưởng lên, chứ không phải mời đến đây để tỉnh giao hàng và tỉnh đặt cái định hướng trước, rồi từ đó chúng ta chọn lựa, chúng ta so sánh, chúng ta quyết định. Thì đó là cách mà tôi đề nghị cần phải thúc đẩy sớm, tránh tình trạng là manh muốn các huyện tự quy hoạch, tự ý tưởng, sau đó góp nhặt của các huyện lại để bảo đó là quy hoạch của tỉnh. Đây là cách làm mà tôi đề nghị là nên tránh trong thời gian chúng ta đang triển khai thực hiện cái quy hoạch này. Các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh
bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, có tính đột phá và khả thi cao khi tích hợp các quy hoạch, kế hoạch và quy hoạch chung của tỉnh, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng, quy hoạch nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Về nội dung này, xin phép các anh chị ngày hôm qua cũng đã phát biểu rồi, nên tôi không giải thích thêm nữa. Quan tâm phát triển đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội với môi trường, giữa các vùng, các khu vực, các địa phương trong tỉnh, bảo đảm lợi ích thiết thực và công bằng cho mọi người dân, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục đào tạo, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ nhà giáo để chuẩn bị cho học sinh đến trường. Trong việc này, ngày hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh đã thống nhất ngày 15 tháng 12 thì chúng ta, Sở Giáo dục sẽ bắt đầu nhận và triển khai cái bổ sung, chỉnh sửa lại để sẵn sàng đến 31 tháng 12 trường lớp phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn để các cháu đủ điều kiện, các cái địa phương mà cấp dịch đủ điều kiện để chuẩn bị ngày 10 tháng 1 các cháu đi học trực tiếp lại. Kể cả phương án có những trường hợp là phải học trực tuyến thì Sở Giáo dục cũng đã có phương án đầy đủ. Song song như vậy thì việc tiêm vaccine cho 12 đến 18 tuổi thì đối với tỉnh chúng ta thì hiện nay theo đúng lộ trình là ngày 21 tháng 12 là chúng ta tiêm xong cho các cháu từ 12 đến 18 tuổi, đủ 2 mũi. Vấn đề tiêm vaccine trong thời gian vừa rồi của tỉnh chung cho nhân dân, chúng ta đảm bảo rất tốt và tỷ lệ bao phủ vaccine rất tốt. Không có những trường hợp đáng tiếc xảy ra, nhưng không phải vì vậy mà chủ quan về việc tiêm vaccine cho thời gian tới cho các cháu và cho nhân dân. Đây vấn đề chúng ta cần quan tâm, thành tích thì có, cả hệ thống y tế địa phương quan tâm làm tốt. Thứ hai nữa, đối với mũi thứ ba, mũi nhắc lại đối với những người từ 50 tuổi trở lên, những người bệnh nền, lực lượng tuyến trước, thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay cũng bắt đầu triển khai tiêm mũi ba. Đối với chúng ta thì cần Sở Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo về số liệu để chúng ta chuẩn bị cấp phát vaccine những đối tượng đủ điều kiện tiêu chuẩn để chúng ta sẵn sàng tiêm nhắc lại, để làm sao đó là cách phòng ngừa hữu hiệu đối với những cái đối tượng mà dễ nhiễm bệnh, dễ chuyển nặng, dễ tử vong. Cái thứ hai, đối với những đối tượng hiện nay chúng ta còn khoảng 10.000 dân từ 18 tuổi trở lên, trong đó có một số người dân bị bệnh nền, bị trường hợp chống chỉ định, nhưng cũng có còn trường hợp là chưa sẵn sàng tiêm đủ vaccine. Tôi đề nghị cả hệ thống và đề nghị nhân dân chúng ta để cùng nhau thực hiện cái việc triển khai tiêm vaccine của chính phủ một cách đầy đủ và biện pháp bảo vệ cho chính bản thân mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng. Và mục tiêu của tỉnh là lấy bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, nên ở tỉnh đã thống kê và các địa phương huyện thị về tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin đầy đủ đến nhân dân để việc cái tiêm chủng này chúng ta thực hiện một cách nó đã hiệu quả, đã bao phủ rồi, chúng ta cố gắng bao phủ đến mức độ mà có thể ở tỷ lệ cao nhất đến nhân dân. Và có với các cháu từ 12 đến 18 tuổi, phần tiêm mũi 2 chúng ta tiếp tục để đến ngày 21 tháng 12 2021 là chúng ta hoàn thành tất cả. Trong việc này, công tác tuyên truyền vận động thông tin đến phụ huynh, đến nhân dân, tôi đề nghị hệ thống chúng ta phải cung cấp một cách đầy đủ thông tin, tổ chức tiêm vaccine cho các cháu đúng thời gian và đảm bảo về an toàn. Thứ năm là đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của kỳ họp, vận động
đoàn viên, hội viên và nhân dân cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID và triển khai sản xuất kinh doanh, đóng góp công sức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu văn minh giàu đẹp, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân trong tỉnh. Và thứ năm là khẩn trương kiện toàn các tổ chức nhân sự, nâng cao năng lực quản trị điều hành tổ chức thực hiện, gắn với công khai minh bạch, tạo sự lạc quan tin tưởng của người dân doanh nghiệp đối với các cơ quan công quyền, tăng cường kỷ luật kỷ cương gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Gắn với tăng cường công tác phối hợp đôn đốc thì việc kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành mình, địa phương mình, đơn vị mình bị trì trệ thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Cái này là chúng ta đã có cái văn bản quy định 42 của Bộ Chính trị về việc thực hiện xem xét về chất lượng cán bộ đảng viên thực hiện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trong cái việc này chúng ta đã triển khai về đảng rồi. Nên tôi đề nghị hệ thống các tổ chức chính quyền, đặc biệt là sáng hôm qua các đồng chí đã dự một cái hội nghị cán bộ toàn quốc với phát biểu của Tổng Bí thư, để thấy rằng như trong cái trình phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, ở các cơ quan có quyền, ở cơ quan có lợi thì ở đó là có đảng viên, có cán bộ, là những người đứng đầu, là những người cấp phó, cần thể hiện sự gương mẫu và thực hiện tốt nhiệm vụ. Nên cái 42 tôi đề nghị rằng cái này là chúng ta của đảng đã triển khai, đề nghị các cơ quan chúng ta triển khai một cách đầy đủ hơn. Nó là bộ công cụ trong việc đánh giá và đồng thời đó là quy định để chúng ta thực hiện nghiêm trong việc đánh giá và công việc cũng như đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ đảng viên. Kính thưa các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu khách quý, với nhiều kỳ vọng và quyết tâm hoàn thành cao các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt các chính sách, giải pháp trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương. Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng những giá trị truyền thống đoàn kết thống nhất, bản lĩnh và nghị lực kiên cường cùng sự năng động đổi mới sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở sẽ được phát huy mạnh mẽ trong năm 2022 và thời gian tới của nhiệm kỳ. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm đóng góp ý kiến cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Xin hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri. Cảm ơn sự đóng góp tích cực hiệu quả của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các vị đại biểu, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp này. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa cử tri, thưa nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ còn 20 ngày nữa, cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang chuẩn bị bước sang năm mới 2022. Tại kỳ họp này, thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân trong tỉnh, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh, những người con quê hương Bà Rịa Vũng Tàu, trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài, những người ở các tỉnh thành
và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu một năm mới an khang, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ tư khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách mời đứng lên làm nghi thức chào cờ bế mạc. Tất cả chú ý, nghiêm, chào cờ, chào. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng yêu quân, bước chân dồn. Các đồng chí nghỉ.